Tuyên xin chào tất cả mọi người đang xem kênh Tiên Hồ Family nha. Thì hôm nay Tiên sẽ làm một món mà hồi đó giờ Tiên chưa có ăn bao giờ, đó chính là mì udon trộn nha mọi người. Hôm bữa Tiên đi siêu thị á, Tiên thấy người ta bán mì udon á, cho nên Tiên mua một gói về. Hôm nay sáng đi chợ mua mực về xào mì udon ăn với mực xem như thế nào nha mọi người. Đó, đây là mực hồi sáng Tiên mua, không phải là bạch tuộc chứ. Hồi sáng Tiên mua hai con bạch tuộc, giờ Tiên rửa sẵn để đó đó. Đó, còn đây là mì udon trộn nè, sốt nè mọi người ơi. Hôm bữa Tiên đi siêu thị mua, hôm nay làm ăn thử nha mọi người bây giờ. Ăn coi nó ngon cỡ nào nha mọi người. Bây giờ xin sẽ ngâm nước nóng trong 5 phút. Nó có mấy cái gói sốt nữa nè mọi người ơi. Bây giờ Tiên sẽ trong thời gian chờ đợi mì nó mềm á, Tiên sẽ đi ra vườn rau sạch của Tiên hái một mớ rau cải xanh vô để xào chung với mực nha mọi người. Không biết có hợp không nữa nhưng mà thôi kệ đi. Nhà mình trồng rau gì thì mình ăn rau đó mọi người ơi. Sau khi mì đã nở rồi nè mọi người ơi, Tiên sẽ chắc cho tô như thế này và bắt đầu xào thôi. Vị gì hết trơn á mọi người ơi.
nước nước lọc bình thường vậy đó mọi người, không có mùi vị gì hết trơn á. Nhưng mà nó có cái màu rất là đẹp ha, nên anh nói uống cái này rất là tốt cho sức khỏe mọi người. Hôm nay Khoa uống thử. À bây giờ tôi bắt đầu ăn mì thử nha. Kiểu đông cay ngon như thế nào nha mọi người. Mời mọi người ăn chút nha. Rất là vừa ăn á, rất là vừa ăn luôn mọi người. Cái mấy cái bịch hạt nêm ở trong mì có sẵn á, để vô thôi chứ không có nêm thêm cái vị cái gì hết á. Rất là vừa ăn luôn, ngon lắm mọi người. Ngon quá. Mà tụt ngon lắm mọi người. Mì udon xào với rau cải xanh ăn rất là hợp với mọi người ơi. Tuy sợ không hợp nhưng mà rốt cuộc ăn rất là hợp, rất là ngon luôn. Mà mọi người ngon quá. Mì này ăn ngon hơn mấy cái loại mì xào của Việt Nam á mọi người, ngon hơn nhiều quá. Mì xào là con ăn không? Lấy miếng này mình cho. Ngon quá. Công nhận là cải xanh xào với mì ăn hợp ghê á. Ngon quá mọi người ơi. Tiên cứ sợ là không có hợp. Vừa ăn ngon quá.